số chị trên năm là nhiêu đây? Rồi, xin chào quý thầy cô, như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm bài số 3 trong cái đề thi tin học trẻ ở huyện Tân Ninh, ở Bình Thuận. Thì người ta yêu cầu là gì? Viết chương trình tạo ra một cái dãy số gồm tất cả các số tự nhiên từ 1 cho đến 100. Từ 1 và bé 100, viết chương trình hiển thị ra màn hình các số vừa tạo và tính tổng các số chia cho 5. Cái bài này cũng là khá đơn giản ha. Thì để làm bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái biển, y, và một cái biến nữa là đỡ hiển thị nữa là biến hiển thị luôn ha. Và một cái biến tính tổng các số chia cho 5. Rồi, thứ nhất là thứ nhất là mình cho nó một cái điều kiện. Rồi, tiếp theo này, cái số này nó phải mình sẽ lặp lại, hiển thị của chúng ta là bằng rộng ha, bằng rộng. Và cái y của chúng ta, cái biên y của chúng ta bắt đầu là từ 1. Và một cái biến nữa là gì? Chúng chen cái y này nè, chỉ là thay đổi cái y này. Và mình sẽ đỡ trong cái biến hiển thị này, hiển thị của mình nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là hiển thị một cái dấu phẩy. Một cái dấu chấm phẩy ha. Và trong này là mình đỡ một cái biến y. Rồi, bây giờ y của mình nó chạy ngoài nhỏ hơn 100. Cái nghĩa là y mình nó chạy cho đến cho đến 100 rồi chứ. 100 ha. Xem thử ha. Hiển thị của mình, hiển thị của rộng đây. Biến y của mình đây không phải là nếu mà mình sẽ lặp lại chứ không phải là nếu mình nhầm rồi đây ha. Nếu khi thằng này rồi thì mình chạy thử này đây ha, hiển thị này đỡ mình xuống dòng thì nó sẽ như thế nào vậy? Mình sẽ đổi lên này thì sửa. Rồi, bây giờ mình tính tổng ha. Tính tổng các số nào mà chia hết cho 5 á thì mình sẽ dùng câu là nếu thì thôi ha. Nếu y mà mất 5 thì mình tính tổng thôi ha. Y mình nè, y mà mất nghĩa là y số y mà chia hết cho 5 mà bằng 0 á thì mình tính tổng mà, thì mình khai báo một cái biến là tổng. Khai báo một cái biến là tổng. Như vậy là mình sẽ đặt cái biến mình đầu tiên là cái tổng nó bằng 0. Sau đó mình đặt lại cái biến nếu mà chia hết á thì mình lấy tổng bằng bằng tổng cộng y. Rồi.
bên đây ha, bên đây thì bây giờ mình lấy ra hiển thị thôi. Hiển thị là gì? Đầu tiên là gì? Hiển thị danh sách ha. Đầu tiên là gì? Nhân chắc chạy số 200 gạch ra bạn khi biến hiển thị nha. Rồi tiếp tục một cái danh sách nữa, chỗ đây là gì, bằng 65 này. Tiếp tục một danh sách nữa là gì, tổng nha. Chỗ đây là gì, lấy cái tổng ra, tổng vào đây, tổng các số chia cho 5, tổng các số cho 5. Rồi bây giờ mình chạy thử ha. Rồi bây giờ mình chạy thử đây. Tổng số chia cho 5 là nhiêu đây?